Xin chào mừng quý vị đến với VNUS Talk số 3 của Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi là Bảo Châu, MC của chương trình ngày hôm nay. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra những biến động mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, xã hội trong thế kỷ 21. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0 là cần đổi mới từ một nền giáo dục nặng về trang bị kiến thức cho người học sang nền giáo dục giúp phát triển kỹ năng, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo. Xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình để xem chủ đề của VNUS Talk số 3 này là gì. Tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. Yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đề ra đối với giáo dục đào tạo là phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, số hóa tài liệu, giáo trình, xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. Với Đại học Quốc gia Hà Nội, đổi mới hoạt động giảng dạy là nhiệm vụ cấp bách nhằm khẳng định vị thế, thương hiệu của đại học hàng đầu Việt Nam. Đối với hoạt động giảng dạy dựa trên 3 thành tố chính, sự hỗ trợ toàn diện của nền tảng công nghệ thông tin, công nghệ số, dữ liệu lớn, cá thể hóa trong giáo dục được chọn làm triết lý giáo dục cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0, áp dụng các công nghệ dạy học mới được lựa chọn làm phương tiện cho công cuộc đổi mới. Đổi mới trong quá trình giảng dạy theo hướng cá thể hóa, đa dạng hóa hoạt động nhằm đánh thức tiềm lực, phát huy tính năng động và khả năng sáng tạo gắn với mục tiêu học tập mang tính cá thể của từng cá nhân, từng nhóm người học. Quý vị thân mến, để tăng cường tính tự chủ của giảng viên và trang bị phẩm chất, kỹ năng và năng lực cho sinh viên thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời khai thác thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng xu thế tự chủ đại học, các trường đại học nói chung, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng đã và đang triển khai những hoạt động đổi mới giảng dạy tại đơn vị. Trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, trong đó có giáo dục đại học, thì Việt Nam chúng ta cần đổi mới nhiều khâu, bao gồm quản trị đại học, học liệu, quy trình, chương trình, chuẩn đầu ra, kiểm định, đảm bảo chất lượng. Đại học Quốc gia Hà Nội xác định đổi mới hoạt động giảng dạy là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, khẳng định vị thế, thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đứng trước yêu cầu này, các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung, khoa quốc tế nói riêng cũng đang chăn trở để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy. Hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, người có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai đổi mới đào tạo theo hướng cá thể hóa để cùng trò chuyện với quý vị khán giả của VNUS Talk. Vâng, trước hết là xin chào tất cả các quý vị khán giả của VNUS và chào MC. Xin chào giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức. Thưa giáo sư có thể làm rõ khái niệm cá thể hóa trong hoạt động giảng dạy cho quý vị khán giả của VNUS Talk được biết không ạ? Trước hết có thể nói là trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành đổi mới hoạt động giảng dạy. Đấy, và một trong những cái đổi mới trong hoạt động đào tạo rất quan trọng đó là đào tạo theo cá thể hóa. Vậy thì thế nào là đào tạo theo cá thể hóa và Đại học Quốc gia đã làm như thế nào? Thì có thể thấy được là việc đào tạo theo cá thể hóa này gắn với sự chuyển đổi của các mô hình giáo dục đại học trong cái kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0. Nếu như cách mạng công nghiệp 1.0, 2.0 thì sinh viên lên lớp chủ yếu là giảng đường, đến cách mạng công nghiệp 3.0 thì đấy là môi trường nghiên cứu, làm việc có network. Nhưng đến cách mạng công nghiệp 4.0 thì với cái sự ra đời của công nghệ thông tin, đặc biệt là của Internet vạn vật và kết nối trong một không gian ảo, không còn biên giới, không còn không gian nữa. Đấy, cho nên đã tạo cho người học cũng như là người thầy những cái cơ hội đấy, mà có thể tiếp cận một tri thức bằng nhiều phương thức khác nhau đấy, và từ đó dẫn đến thay đổi trong thứ nhất là trong chương trình đào tạo, thứ hai là trong mô hình đấy, tổ chức quản lý đào tạo đấy, thứ ba là cái phương thức đấy, tương tác giữa giảng viên đối với người học, và cái cuối cùng đấy là ngay cả cái phương thức học tập cũng như là nghiên cứu của người học nữa đấy, cho nên là có thể nói là cá thể hóa đấy là cái hoạt động đấy, đào tạo mà gắn với cái việc là phát huy tối đa đấy, những cái năng lực của người học đấy, gắn với việc tức là cung cấp cho người học đấy, trong một khoảng thời gian ngắn nhất đấy, những cái nguồn cơ sở dữ liệu cũng như nguồn kiến thức tốt nhất phù hợp với cái năng lực, khả năng cũng như là sở trường của người học đó đấy, để cái, với cái mục tiêu cao nhất đấy, là người học có thể trong một thời gian ngắn có thể tiếp thu được tốt nhất đấy, những cái thành tựu, những cái kiến thức đã được học tập được, và trên cơ sở đó
Đấy thì vì Đại học Quốc gia Hà Nội là gắn với nghiên cứu, thế cho nên là cái việc đào tạo theo cá thể hóa thì có vai trò đặc biệt không chỉ trong đào tạo mà cái việc thúc đẩy việc người học gắn với hoạt động nghiên cứu với cái cộng đồng khoa học ở không những chỉ ở trong nước, không những chỉ ở trong cơ sở giáo dục đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội mà ở trên toàn thế giới. Và chính vì điều đấy thì sẽ thúc đẩy cái chất lượng cũng như là vị thế cũng như là tầm ảnh hưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế và cái việc đào tạo trong cá thể hóa này thì tôi cho rằng nó là một cái đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0. Thế và Đại học Quốc gia Hà Nội là một đại học mà luôn luôn tiên phong, có cái sứ mệnh là nòng cột và đầu tàu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Thưa giáo sư, quá trình đổi mới là một quá trình lâu dài và đầy thử thách. Trong đấy thì công nghệ nó chỉ là một công cụ, còn con người mới là yếu tố then chốt. Do vậy thì tất cả các cán bộ, giảng viên đều phải hiểu rõ được những kế hoạch, những chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, từ đó có thể áp dụng được và triển khai được giảng dạy cá thể hóa. Vậy thì theo giáo sư, lợi ích của việc giảng dạy cá thể hóa là như thế nào ạ? Giáo sư có thể làm rõ được không ạ? Trước hết thì ngay cả cái việc đào tạo theo cá thể hóa thì thực chất là gắn với việc đổi mới hoạt động giảng dạy. Thế và nếu như cách đây, thực ra lúc đầu ấy, thì cái ý tưởng lúc đầu là đổi mới phương pháp giảng dạy thôi. Đấy, bởi vì cách mạng công nghiệp 4.0 thì đem lại những cơ hội rất lớn và sự ra đời của những công nghệ giảng dạy rất là hiện đại. Thì lúc đầu ý tưởng này của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội là đổi mới phương pháp giảng dạy, được hiểu theo nghĩa tức là áp dụng những công nghệ mới trong công tác giảng dạy. Nhưng trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển của khoa học giáo dục cũng như thực tiễn của các nước thì chúng tôi, như tôi đã nói ở trên, tức là hoạt động đổi mới giảng dạy nó bao gồm từ cả chương trình, mô hình, tổ chức quản lý đào tạo. Trong đó có một phần rất nhỏ, đấy là sử dụng các công nghệ hiện đại thôi. Đấy, cho nên là cái chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội là cá thể hóa là gắn với đổi mới hoạt động giảng dạy một cách tổng thể nói chung, chứ không chỉ là đổi mới phương pháp giảng dạy. Đấy là cái ý thứ nhất là tôi muốn nhấn mạnh như thế. Cái thứ hai nữa là lợi ích của cái việc đổi mới hoạt động theo cá thể hóa ở cái chỗ như tôi đã nói ở trên. Trước kia nếu như hoạt động cá thể hóa, thứ nhất là về mặt chương trình đào tạo. Đấy, trước kia là chương trình đào tạo là cứng nhắc. Đấy, thì hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã có cái sự thay đổi. Thứ nhất là đối với môn chung, đặc biệt là những môn kỹ năng mềm, đối với môn công nghệ thông tin thì cũng đã cho tùy từng các đơn vị đấy, để các đơn vị có thể phù hợp với cái tình hình hoạt động của mình để có thể áp dụng những phương pháp giảng dạy khác nhau. Vậy thì mỗi một ngành trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực khoa học tự nhiên có những yêu cầu về ngoại ngữ chuyên ngành khác nhau thì cũng tạo điều kiện để cho các đơn vị có cơ hội để cho tiếp cận với các em. Và quan trọng nhất là trong chương trình đào tạo thì chúng tôi đã có cái sự thay đổi cho phép các em, ví dụ, trong tổng số tín chỉ thì được khoảng một vài môn, một hai môn được các em tự quyền tích lũy. Nói như thế là để đổi mới cái lợi ích cho người học là được tiếp cận với một cái môi trường đa văn hóa và có cái sự tiếp cận với những cái hình thức khác nhau. Cái thứ hai nữa là lợi ích của người học ở chỗ là người học phụ thuộc vào năng lực kiến thức của cá nhân mình. Bởi vì trong quá trình đào tạo thì thấy rằng là cái năng lực cũng như là khả năng tiếp thu kiến thức và phát huy năng lực của mỗi một học sinh là khác nhau. Thì chính vì thế cho nên là việc đào tạo theo cá thể hóa thì người thầy sẽ làm việc tương tác với từng học sinh theo tùy từng năng lực và sở trường của các em đó. Thứ ba nữa là cái việc học tập cá thể hóa này được còn hiểu theo nghĩa rộng hơn ở chỗ, tức là sinh viên có thể tích lũy những cái tín chỉ ở trong đơn vị khác nếu như bạn ấy thích. Tôi lấy ví dụ một học phần A được đào tạo ở trong 3 đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì bạn có thể lựa chọn giảng viên, xem là thầy nào đấy, bạn ấy thích đấy, và phù hợp thì bạn có thể lựa chọn để tích lũy tín chỉ đấy, và có thể tích lũy tín chỉ ở những cái cơ sở đào tạo khác mà có uy tín hơn đấy, thì cũng hoàn toàn là Đại học Hà Nội rất chấp nhận đấy. Và cái lợi ích thứ tư nữa là người học đấy, với cái cá thể hóa như vậy thì hoàn toàn chủ động đấy, cho phép mình có thể tương tác và trả bài đấy, với giáo viên theo cái thời gian cũng như là năng lực học tập của mình. Có một ý kiến cho rằng việc đào tạo cá thể hóa được dựa trên những chương trình thiết kế có sẵn và người dạy sẽ tìm hiểu người học để từ đó có thể là có những cái tiến trình học phù hợp với cả từng mục tiêu, sở trường hay thiên hướng của từng sinh viên, từng nhóm sinh viên. Theo giáo sư, ý kiến như vậy là đúng hay sai ạ? Ý kiến đấy thì hoàn toàn là đúng nhưng chưa đủ. Đấy, đúng là đào tạo theo cá thể hóa thì một phần được hiểu có nghĩa là chương trình đã được thiết kế như tôi đã nói ở trên, nhưng sinh viên hoàn toàn có thể được lựa chọn đấy, và có thể là được học tập ở những học phần cũng như là theo cái thời gian nhất định của mình. Tôi lấy ví dụ một chương trình đào tạo cũng là tin học cơ sở, ví dụ như là 3 tín chỉ thì cái chương trình đào tạo ở một cái đơn vị A có thể khác với đơn vị B như tôi đã nói ở trên, nhưng nếu
các bạn ấy đã có kiến thức cơ sở rất tốt rồi. Thế thì các bạn có thể chọn học phần đấy ở một đơn vị khác để tích lũy đủ 3 tín chỉ để học tập theo phù hợp với năng lực của mình. Đấy thì cái điều đấy là hoàn toàn đúng nhưng chưa đầy đủ. Đấy, và nó còn rất nhiều cái cơ hội khác nữa mà như tôi đã nói ở trên, tức là việc đào tạo theo có thể hóa liên quan đến 4 vấn đề. Đấy, thứ nhất đấy là đổi mới cái chương trình đào tạo. Đấy. Cái thứ hai là đổi mới cái mô hình tổ chức quản lý đào tạo. Đấy. Cái thứ ba nữa là cái sự tương tác giữa giảng viên đối với người học. Đấy. Và cái thứ tư đấy là khả năng tự học, khả năng tự tìm tòi và cũng như là sử dụng những công nghệ cao của người học để tiếp cận với cái trình độ trí thức của mình. Đấy. Và điểm cuối cùng tức là cá thể hóa còn có nghĩa, tức là mở ra cơ hội cho người học được tiếp cận, được tích lũy tín chỉ đấy, ở nhiều nơi. Đấy, theo cùng một cái học phần như vậy để các bạn có thể là lựa chọn được những giảng viên tốt nhất, uy tín nhất cũng như cái học phần mà các bạn cảm thấy là phù hợp nhất và có thể là cần thiết nhất. Thì trong việc giảng dạy theo hướng cá thể hóa, vai trò người thầy làm đóng một vai trò rất lớn và gần như là tất cả đối với các bạn sinh viên đúng không ạ? Trong cái đào tạo theo cá thể hóa thì như tôi đã nói ở trên có 4 yếu tố như vậy, thế cho nên là cái việc đào tạo thì nó phụ thuộc vào trước hết là một người thầy, đúng là người thầy vai trò rất quan trọng. Nhưng trong cái cá thể hóa ấy, thì vai trò cái dẫn dắt ấy, của người thầy quan trọng hơn rất nhiều là vai trò truyền đạt tri thức. Ấy, và cái thứ hai nữa là không chỉ người thầy ấy, mà cái năng lực ấy, đã nói đến cá thể hóa, tức là từng cá nhân ấy, và giảng viên chỉ là một chủ thể thôi. Còn cái đối tượng của chủ thể đấy là từng sinh viên, từng cá nhân một. Ấy, cho nên là để được đào tạo cá thể hóa thành công, thì cái vai trò người thầy là rất quan trọng rồi, rất là hàng đầu. Nhưng bên cạnh đấy, thì cái sự nỗ lực, cái sự chủ động tích cực của người học hết sức là quan trọng. Nếu như người học mà không nỗ lực, không tích cực thì cá thể hóa nó không thành công. Thưa giáo sư, các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội cần làm gì để có thể đẩy mạnh việc đào tạo theo hướng cá thể hóa để đáp ứng nhu cầu xã hội ạ? Vậy trước hết là Đại học Quốc gia phải làm gì? Đấy, thì Đại học Quốc gia Hà Nội trước hết đấy là ban hành văn bản hướng dẫn, có cái chỉ đạo, có cái chủ trương để có cái hành lang pháp lý để cho các đơn vị thực hiện. Cái thứ hai nữa là để thực hiện cá thể hóa thì phải có cái nguồn lực. Nguồn lực đấy thứ nhất là người thầy đấy, phải được nâng cao, cho nên là phải có cái bồi dưỡng nghiệp vụ để người học không những là nâng cao trình độ chuyên môn mà cũng phải hiểu được, thích ứng được với những sự biến đổi của thời đại, của cách mạng công nghiệp 4.0 để từ đó cũng có thể là sử dụng thành thạo ngoại ngữ, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, các cái công nghệ giảng dạy hiện đại và đặc biệt là hội nhập với thế giới trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Cái thứ ba nữa là cái cơ sở vật chất. Đấy, thì Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã thành lập trung tâm đổi mới hoạt động giảng dạy. Thế rồi là đã tích hợp những cái cơ sở dữ liệu, rồi là tăng cường rất quan tâm đầu tư cơ sở dữ liệu ở trung tâm thư viện và đặc biệt là cải thiện cái hệ thống công nghệ thông tin. Đấy, và cái điều thứ tư là Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã xây dựng một số cái dự án hợp tác với các đối tác quốc tế. Đấy, ví dụ như là với một số New Island đã có những cái lớp tập huấn giảng dạy sử dụng các công nghệ mới cho giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội để có tính chất lan tỏa. Đấy, và cuối cùng tức là chúng tôi sắp tới đây, đặc biệt Đại học Quốc gia Hà Nội tới đây thì sẽ ban hành cái quy định hướng dẫn đào tạo tài năng đấy theo cá thể hóa. Đấy, đây là một cái rất là mới và hy vọng là nó là cái giá trị cốt lõi của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế và điểm cuối cùng tôi cho rằng là trong quá trình thực hiện đào tạo cá thể hóa, đúng là nó không mới đối với Quốc gia Hà Nội, nhưng rõ ràng Đại học Quốc gia Hà Nội là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực với rất nhiều lĩnh vực khác nhau đấy, và với cái hình thức cá thể hóa, đã là cá thể hóa thì như vậy cũng rất là phong phú. Vậy thì trong quá trình đó thì các đơn vị cũng cần phải lưu ý đấy, để tổng hợp, tập hợp những kinh nghiệm hay đấy, những bài học tốt đấy, và những cái khó khăn đấy, để chúng ta phải cùng nhau tháo gỡ. Thế và điểm cuối cùng thì tôi muốn nói là cá thể hóa thì hiện nay mô hình đấy, của một đại học trong kỷ nguyên hiện tại này đấy, trước kia như tôi đã nói đấy là đại học nghiên cứu thôi, nhưng ngày nay mô hình đại học thì có 3 cái trụ cột. Thứ nhất đấy là innovation đấy, trụ cột thứ hai là chuyển đổi số và kỹ thuật thứ ba đấy là cái nghiên cứu. Thì cái nghiên cứu tôi đã nói rất nhiều rồi, thì chúng ta phải đẩy mạnh cái đổi mới sáng tạo gắn với khởi nghiệp trong các sinh viên, thế và phải gắn với chuyển đổi số nữa đấy, thì đấy là cái xu hướng tất yếu. Chúng ta phải tiến tới những cái đại học số hóa, những đại học thông minh với cơ sở dữ liệu lớn đấy, thì đấy là cái xu thế phát triển của cái giáo dục đại học trong tương lai rất gần, mà tôi nghĩ rằng là trong một cái tầm nhìn xa thì Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học thành viên là phải nghĩ đến để lường trước những cái tình huống như vậy để chúng ta có cái sự chuẩn bị và thích ứng tốt. Xin trân trọng cảm ơn những phân tích và chia sẻ quý báu của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức.
Xin cảm ơn MC và cảm ơn tất cả các bạn.